trân trọng nó. Và mình có thể, đây mình sẽ chia ra từng cái bệnh như thế này mọi người, ví dụ như bệnh về virus, bệnh ung thư mình sẽ dán như thế này để mình đến lúc mình tìm rất là nhanh. Thì bản thân mình lần đầu tiên khi biết đến Oliflame thì mình biết đến cái lọ omega 3 này này. Thì, bản thân mình vì từ lúc nhỏ bị họng quá nhiều lần, như hôm trước chuyên gia Đào Hảo có chia sẻ là bị họng ấy, để lâu ấy, biến chứng thành viêm khớp rồi ảnh hưởng đến tim, người ta bảo khớp đớp tim ấy, thì mình bị rất lâu, từ năm lớp 7 đã đi chữa. Thế sau đó thì chữa một thời gian thì phải tiêm tiêm mỗi một tháng một lần, phải tiêm cái mũi và mông mọi người ạ. Tiêm cái đấy rất là nguy hiểm vì nếu lệch một cái rất có thể bị gọi là teo cơ ấy, teo cơ nên đen đang ngay lên làm. Mình tiêm được khoảng tầm 2 năm, tháng nào bố cũng phải đưa đi, thì mình sợ mình vừa thương bố và vừa xót tiền cho bố ấy. Thì bảo bố ơi, con khỏi rồi, bố khỏi thật chưa, con khỏi thật rồi. Nhưng mà người ta chỉ định là phải tiêm đến năm 21 tuổi, tức là 14 cho đến 21 là mình phải tiêm suốt trong 7 năm. Nhưng mình tiêm có 2 năm thôi. Thế là đến lúc sau khi lấy chồng thì cứ thay đổi, tức là suốt một thời gian đấy là cứ thay đổi thời tiết là đau nhức xương khớp. Thì lần đầu tiên khi biết đến cái này thì mình cũng định lấy một lọ để mình uống. Thì mình bảo là, nhưng mà sợ là như kiểu là cái dầu cá ngày xưa nó rất là tanh ấy, mình rất sợ. Nhưng mình bảo nếu như mà nó tốt thì mình cứ thử lấy mình uống. Thì uống tầm một hộp rưỡi thôi, một hộp rưỡi thôi ấy. Thì hôm đấy trời mưa rất là to. Thế sáng sau mình hỏi chồng là hôm qua mưa to à? Anh thì chồng mình bảo mưa thế mà không biết à. Thì bảo là sao bình thường mà đang nắng mà sắp mưa là chân em đau nhức rồi, đầu em đau mà sao bây giờ em không thấy cái hiện tượng gì nhỉ? Thế chẳng nhẽ uống cái kia tốt thế à? Đấy, thế là mình uống thì bắt đầu mình mới để ý đến cái hiện tượng đau đầu kỳ kinh nguyệt mọi người. Ở trước đây cứ chuẩn bị đến kỳ kinh nguyệt hoặc là thay đổi thời tiết thì đầu đau không muốn làm cái gì luôn. Và cái này thì đau đầu tỷ lệ chị em và phụ nữ sau sinh thì chắc mọi người sẽ hiểu rõ, nhưng cũng không còn hiện tượng đấy nữa. Và nhá, ngày xưa thì mình bị đau khớp, xong là cứ thỉnh thoảng mà mình đi hoặc mình bước hụt cái gì tự nhiên cái tim nó cảm, mình cảm giác như kiểu nó ngừng trong ngực, tích tắc gì đấy, nó khựng lại. Nhưng mà từ ngày mình uống cái này mình cũng để ý là không bị nữa. Đấy, không bị nữa. Và chính mẹ đẻ mình uống, mà mình cũng, mẹ đẻ mình cũng bảo như thế. Thế thì sau này mình học ra thì mình hiểu rằng là tại sao lại có hiện tượng là viêm họng rồi dẫn đến khớp và đớp tim, là bởi vì tế bào ở họng này, ở khớp và ở tim mạch ấy nó gần giống nhau, nên là khi virus cấy vào tế bào ở họng thì nó sẽ tìm đến những cái khu vực mà giống nhau như thế để nó tấn công. Thì rất là may, thế là may là mình đã bây giờ không còn bị dấu hiệu là đau đầu này, đau khớp này, vấn đề ảnh hưởng của tim mạch này. Và như cũng như Thúy vừa nãy chia sẻ là trước đây mình ngủ rất là hay mơ. Ví dụ nha, buổi sáng thông thường như trước đây là 7 giờ mình dậy, nếu mà mình ngủ đến khoảng 8 giờ là dậy cả ngày hôm đấy, nó đau đầu, nó mệt mỏi, không chịu được nữa. Hoặc là buổi trưa bình thường mình chỉ ngủ 15 phút thì không sao, nhưng ngủ tầm 1 tiếng thì là nó mê man các kiểu, nó kia rất là sợ. Nhưng mà từ ngày mình dùng Wellness đều thì cứ sáng dậy là dậy, đặt xuống ngủ là ngủ, không bao giờ có hiện tượng mê man như thế nữa. Rất là thích luôn. Rồi bản thân mình bị đại tràng co thắt này, mặt ngày xưa rất là nhiều mụn nhưng bây giờ thì mặt không còn tí mụn nào luôn. Đấy, nên là rất là tin tưởng vào Wellness và chia sẻ với mọi người như thế. Xin cảm ơn Giang đã cho mình chia sẻ. Tuyệt vời, cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Chị ơi, ngoài dùng omega 3 ra thì chị còn dùng những sản phẩm gì nữa để cải thiện những cái vấn đề của chị vừa rồi ấy? Chị tắt mic rồi ạ. Chị tắt mic rồi. Cho đến bây giờ thì bởi mình thấy tóc mình rất là khỏe, không hiện tượng rụng, nên là mình chưa dùng cái tóc móng thôi. Chứ còn tất cả các cái sản phẩm là Wellness bột này, sơ này, phách, omega 3 và meal replacement, rồi aqua glow, Wellness kit. Mình rất thích cái mặc dù lớn nhưng mà rất thích ngậm Wellness kit mọi người. Ngày nào mình ngậm đều đều 2 viên, cứ sáng đi làm là ngậm Wellness kit, rồi là cả canxi nữa, rồi buổi trưa ngủ dậy mình cũng ngậm. Thì cái Wellness bột này cũng rất là cảm hứng mọi người ạ. Đấy, thì trước đây thì mình lúc đầu tiên mình đặt để muốn duy trì cân nặng thôi, nhưng mà đến khi con mình bị viêm phổi ấy, con mình bị viêm phổi thì mình nghĩ rằng là đây là cái bột này do giáo sư chuyên về tim mạch và phổi ông nghiên cứu ra thì chắc chắn là con mình dùng sẽ cải thiện. Là mình cứ có một cái niềm tin như thế, mình có niềm tin như thế. Và thực sự nha, đến khi mà mình đọc đến cái cuốn sách y học dinh dưỡng này này, thì đến cái chỗ mà người ta nói rằng về bệnh hen ấy, thực ra bệnh hen hoàn toàn có thể chữa khỏi được,
hoàn toàn có thể thì được. Là đấy mình bảo là ô hóa ra là mình đang rất là đúng hướng rồi, nên là mình cực kỳ tin. Cái ngày xưa mình cũng hay bị đại tràng hoặc là bị đau đầu, à, bị đau bụng kỳ kinh nguyệt ấy, nó không đau dữ dội quá nhưng có đau. Nhưng khi đọc đến cuốn sách thì mình biết là à hóa ra là do cái cơ trơn của mình bị kích thích, và mình bảo à hóa ra là mình bị như thế. Thế nhưng bây giờ dùng dinh dưỡng nó cải thiện toàn bộ. Và vừa nãy nhá, vừa nãy như Thúy đọc ấy thì lại cũng có một biểu hiện, bây giờ mình để ý là hay bị da mồ hôi nách. Trước đây mình cũng rất là hay bị da mồ hôi nách, nhưng mà đúng thật từ ngày không biết là do dùng cái lăn nách của mình hay là do dùng wellness, mà từ lâu lắm rồi không có cái hiện tượng là nó ra mồ hôi nách ở áo đâu mọi người ạ. Ô thật sự là vi diệu luôn. Hay quá Đấy. nhỉ. Cảm ơn chị Thúy rất là nhiều. Tuyệt vời lắm ạ.